Sau rắc rối đền bù hàng triệu đô, Trịnh Sảng xuất hiện với nhan sắc khác lạ. Diễn viên Trịnh Sảng bị lộ chán hói và tăng cân rõ rệt, ngoại hình xuống sắc và già dặn hơn tuổi thật 32. QQ vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của Trịnh Sảng ở Mỹ. Cô được nhận xét có sự thay đổi về ngoại hình. Cựu diễn viên tăng cân so với trước, gương mặt phờ phạc, có dấu hiệu bị rụng tóc. Nguyên nhân khiến Trịnh Sảng xuống sắc gây bàn tán trong dư luận Trung Quốc. Nhiều người suy đoán, đây có thể là nhan sắc thật của nữ diễn viên khi không sử dụng ứng dụng chỉnh sửa. Trong khi một số ý kiến khác cho rằng Trịnh Sảng đang chịu di chứng thẩm mỹ. Ngay sau khi hình ảnh của Trịnh Sảng được chia sẻ, cư dân mạng đã bùng nổ bình luận, không xuất hiện một thời gian mà Trịnh Sảng đã xuống sắc thế này, nhìn quá khác. Mọi người mà không nói đây là Trịnh Sảng, tôi tưởng đây là bà thím nào đó mới nào đó, hậu quả của thẩm mỹ. Nữ diễn viên Trịnh Sảng từng được nhiều người yêu mến nhờ hình tượng trong sáng, xinh đẹp và đáng yêu. Tuy nhiên, năm 2021, mối quan hệ giữa Trịnh Sảng và bạn trai cũ Trương Hằng rất căng thẳng khi hai bên liên tục đấu tố. Trương Hằng cũng chính là người tố Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ, bỏ rơi con sinh đôi và trốn thuế. Điều này đã khiến sự nghiệp của Trịnh Sảng bị đóng băng. Trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, Trịnh Sảng đã phải đền bù 120 triệu nhân dân tệ vì ồn ào đời tư khiến cho hai bộ phim Người tình phỉ thúy và Tuyệt mật giả không thể lên sóng. Việc những đơn vị trên khởi kiện nữ diễn viên đã từng gây ra làn sóng ý kiến trái chiều, bởi nhiều người cho rằng các dự án trên cũng gặp không ít vấn đề nên khó có thể lên sóng, chứ không hề chỉ do ồn ào của Trịnh Sảng. Sau ồn ào trốn thuế, hiện tại, Trịnh Sảng đang sinh sống ở Mỹ để giành quyền nuôi hai con với bạn trai cũ là Trương Hằng. Hiện, nữ diễn viên Trịnh Sảng định cư ở Colorado, Mỹ. Nhờ tài sản cách xù tích lũy được trong những năm làm nghệ thuật, cô có cuộc sống sung túc, không cần làm việc cực nhọc. Nữ diễn viên và cha mẹ hiện sống ở biệt thự 3 phòng ngủ, có giá hàng trăm nghìn USD. Ngoài thời gian chăm con, cô thường đi ngắm cảnh, trượt tuyết và thi thoảng tham gia các hoạt động công ích trong cộng đồng người Hoa. Dù vậy, cô cũng đối mặt với nhiều áp lực và rắc rối. Trịnh Sảng phải giải quyết các vụ đấu tố, kiện tụng giành quyền nuôi con dai dẳng với bạn trai cũ Trương Hằng và đối tác ở Trung Quốc. Không chỉ vậy, cô còn lo nghĩ cho tương lai, loay hoay công việc mới sau khi bị đuổi khỏi giới giải trí Trung Quốc. Trịnh Sảng sinh năm 1991, từng là ngôi sao hạng A của Trung Quốc được hưởng mức lương cao ngất ngường. Cô được khán giả biết đến qua các phim như Cùng ngắm mưa sao băng, Họa bích, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Trúc Chi, Theo Dinh, Sao Star.